thông tin mới nhất về ripple xrp và uh, uh, sec thì hai về về cái sự thư kiện đó thì chắc bạn cũng đã biết rồi và vừa rồi đây đáng lẽ là người ta phải ra tuyên bố cái sự thư kiện này kết quả nó như thế nào sec xử ripple xrp như thế nào nhưng hai cái nhóm luôn X, uh, Ripple và cái nhóm SEC lại hai cái nhóm lại đưa đều đưa đơn kiện nghe đơn dời ngày để ra ra gọi là ra cái kết quả và nó dời tới là tháng 1 ngày 13 2023 ngày okay. thì tại sao mà đặt ra câu hỏi tại sao tại sao ok thằng Ripple nó đã thưa thằng SEC đã thưa thằng Ripple bao nhiêu năm trời rồi. Và thằng Ripple đã tốn bao nhiêu triệu đô la để chống cự lại tiền luật sư. Nhưng tại sao tới cái ngày mà mà ra tòa thì người ta phải người, thằng Ripple cũng đưa đơn để dời ngày tới ngày 13. Và cũng trùng hợp ngay bây giờ là những cái con gọi là cá mập với cá heo thì nhảy vô mua Ripple. nhảy vô mua Ripple những cái đồng cái đồng uh, XOP ấy. thì vị bạn nghĩ sao về những cái đồng XOP những cái những cái những cái tuần tới đây thôi đúng không tới ngày 13 tháng 1 là nó ra nó là tuyên bố thì sao mình có đi đi theo những cái con cá mập cá này không hay là nó đang lừa mình nó đang lừa mình nó dẫn mình vô một cái con đường chết ok um, một công ty đã một công ty Ripple đã tốn bao nhiêu triệu 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 đô la mướn luật sư thư kiện bao nhiêu năm trời. Tới cái ngày mà ra tòa thì nó muốn dời ngày, tới ngày 13 tháng 1. Tại sao? Nó có những thông tin gì? Ok. À, nó có những thông tin là là nó biết là những cái tới cái nó nó, nó chuẩn bị thu hay là thắng cái cuộc thư kiện này. Nếu nó thu thì giá nó sẽ đi đâu và nó thắng nó sẽ đi đâu. Mà tại sao những cái con cám cá, cá mập cá heo thì nhảy vô mùa đồng của nó. Ngay bây giờ. Okay. Một thông tin bạn phải cần ngồi suy nghĩ lại và phân tích. Okay. Và nếu mà bạn phân tích đúng, thì bạn có thể trở thành những người giàu trong một cái thời gian rất ngắn. Rất ngắn. Ok. Chào bạn.